Tập 4. Chân Trúc, đây là phòng của cậu. Đưa tôi. Nhân viên sắp xếp công việc cho cậu đều ở những tầng khác của tòa nhà này. Ngoài chỗ này còn có phòng huấn luyện tầng 28, là phòng mở 24 giờ. Đúng rồi, huấn luyện viên Tần dặn dò rồi. Nếu có gì không vừa lòng hoặc là có nhu cầu khác, cậu hãy kịp thời nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Vất vả rồi, cậu trở về trước đi. Tôi muốn ở một mình. Được, tạm biệt. Bố, con xin lỗi. Con biết cuồng hổ là giấc mộng cả đời của bố. Bố, nhưng cuộc đời và mơ ước của con trở về rồi, cũng chỉ có một lần. Tuy không thể dùng thân phận tuyển thủ cuồng hổ ở bên bố, nhưng vẫn là con gái của bố. Bố, một núi không thể có hai hổ. Hôm nay, cuộc tranh giành chức tổng tài của Hòa Ca cuối cùng đã có kết quả. Ngô Đông Đức tuyên bố các chức tổng tài Hòa Ca mà Hứa Nặc sẽ kế nhiệm, dẫn dắt công ty Hòa Ca sẽ là trận chiến đổ máu hay là gió ấm mùa xuân. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tôi có thể cảm thấy đáng tiếc thay cho huấn luyện viên. Nuôi một con chó nhiều năm như vậy, nó cũng biết ơn, biết dãy đuôi. Lâm Văn, không được nói như vậy. Đúng. Nhưng Lý Dân Trúc lần này thật sự quá đáng rồi. Rõ ràng cô ấy biết đội chúng ta không hợp đội Hắc Long. Cô ấy lại đến đội Hắc Long. Lâm Văn, tôi cảm thấy cô dùng con chó để nói Lý Dân Trúc, tôi cảm thấy không đúng, không tốt với con chó. Dì Dì, cô cũng đừng nói như vậy. Tôi cảm thấy hiện giờ chúng ta phải đối diện với vấn đề. Khi vẫn còn Dân Trúc, cuồng hổ vẫn là một cơ hội. Hiện giờ đến cô ấy cũng đi rồi, vậy cuồng hổ ở trong mắt Hứa Nặc càng không có giá trị. Giấc mộng cả đời của Dân Trúc, cơ hội chỉ có một lần. Tại sao con bé phải hy sinh vì tôi? Không sai. Đánh đối kháng tổng hợp sẽ có thể đi càng xa hơn. Bố, huấn luyện viên, Tư Nghị, thôi yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ cuồng hổ. Cậu muốn làm tài khoản công chúng? Bên trên thế nào rồi? Bên trên vẫn chưa kết thúc. Giống như dự đoán của mọi người, sếp Hứa thật sự giết người không thấy máu. Một lúc đã phán mấy công ty tử hình rồi. May là hiệu suất công ty chúng ta vẫn luôn xếp top 3, mới tránh khỏi một kiếp. Có điều nghe nói công ty quảng cáo thua lỗ một thời gian dài, đội ngũ tạp chí, còn cả đội đối kháng, mấy ngày nay đều lần lượt bị giải tán. Nhanh như vậy sao? Sếp Hứa, công ty thật sự không thể đóng. Hiện giờ nhân viên đều là trụ cột của gia đình. Năm ngoái công ty bội chi, bọn họ đã bị hạ lương và mất đi tiền thưởng cuối năm rồi, cùng tiến cùng lùi với công ty. Với cả cậu xem cái này, đây là con trai của tổng giám đốc chúng tôi, mắc bệnh rất nặng. Nếu như hiện giờ chúng tôi cắt lương của anh ấy, còn anh ấy chỉ có thể bỏ dở điều trị giữa chừng. Tôi thừa nhận tôi có chút vấn đề trong quản lý, nhưng cũng không thể làm hại đến tất cả nhân công. Con người đã đến trung niên, trên có già dưới có trẻ, tiền xe tiền nhà đều dựa vào bọn họ. Bọn họ thất nghiệp rồi, chính là hủy hoại vô số gia đình. Vậy nên tôi hy vọng sếp Hứa cho tôi một cơ hội. Chúng tôi nhất định cùng nhau cố gắng tạo ra thành tích. Đúng rồi, chúng tôi đã liên tiếp họp trong đêm. Hết thời gian rồi. Mọi người thật sự khiến tôi thất vọng. Chỉ vì đồng tiền mà có thể chuyển lỗ thành lãi sao? Trong cuộc sống ai cũng đều có khó khăn. Tôi là người làm ăn, không phải là người làm từ thiện. Luật sư Chu, bắt đầu đi chuẩn bị chút. Giải thể công ty quảng cáo. Được, cậu nói kiểu gì vậy? Là phạm nhân vẫn có cơ hội làm người lại từ đầu.
là các người không có tư cách lấy được cơ hội này. Được. Được lắm. Tôi liều với cậu. Cẩn thận. Không nghĩ giả tạo như vậy. Cậu không thể để bọn tôi sống tốt. Cậu cứ đừng mong sống tốt. Cậu sẽ gặp báo ứng. Vừa rồi không sao chứ? Không sao. Sếp Hứa, những người vừa rồi thật sự phải khai trừ sao? Không thì sao? Cô tưởng tôi đang chơi trò trẻ con à? Nhưng anh không cảm thấy đứa bé đó rất đáng thương sao? Anh cho họ thêm một cơ hội đi. Bọn họ khẳng định sẽ càng nỗ lực làm việc. Sao tôi phải tốn tiền tiêu vào đám người đối diện với đào thải mới bắt đầu nỗ lực? Được. Tôi cho cô 3 phút. Nếu có lý do chính đáng, tôi sẽ suy nghĩ cho họ cơ hội. Bởi vì ba phút lại là 3 phút. 3 phút của anh sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác. Không chỉ đau khổ 3 phút, Hứa Nặc, anh không cảm thấy quá tàn khốc sao? Tôi cho cô 3 phút biến mất ở trước mặt tôi. Bằng không tôi sẽ đuổi việc cô trước. Khả Tư Nghị, vừa rồi cô cũng coi như là tôi cứu cô đi. Đi mua thuốc với tôi. Đi. Sếp Hứa, tôi cầu xin cậu. Sếp Hứa, cậu giúp tôi một lần đi. Chỉ một lần thôi. Sếp Hứa, cậu xin tôi cũng vô dụng. Sếp Hứa. Dáng vẻ cầu xin của người vừa rồi khiến mẹ nghĩ đến bố con. Mẹ, bố con đã chết nhiều năm như vậy rồi. Con không muốn mẹ cứ sống mãi trong quá khứ. Huống hồ giờ con có năng lực khiến mẹ hạnh phúc, chăm sóc tốt cho mẹ. Vậy con hãy đồng ý với mẹ. Người vừa rồi, chúng ta giúp cậu ấy một lần được không? Năm đó chúng ta không thể đứng bên bố con. Chúng ta đem sự áy náy này dùng với người khác đi. Cứu cậu ấy có lẽ chính là cứu một gia đình. Được. Vậy con nói với anh ấy. Bởi vì sự lương thiện của mẹ con, vậy nên con bằng lòng cứu công ty anh ấy. Con cũng hy vọng anh ấy có thể đem phần thiện ý này chuyển đi. Ba phút do dự và mềm lòng đó đã đem đi người thân duy nhất của anh ấy. Vậy nên từ đó về sau anh ấy làm chuyện gì đều kiên trì hoàn thành trong vòng 3 phút. Không nói chuyện tình cảm, chỉ xem lợi ích. Không cho bất cứ ai cơ hội tổn thương anh ấy. Hóa ra sếp Hứa đáng thương như vậy. Mẹ anh ấy biết dáng vẻ hiện giờ của anh ấy sẽ buồn biết bao. Cô có thể đừng hơi tí là khóc vậy không? Tôi cũng không muốn, nhưng bác sĩ nói bản tính của tôi có năng lực đồng tình rất mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được hỉ nộ ái lạc hơn người khác. Cho dù hiện giờ tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn khóc. Có thể là vì câu chuyện sếp Hứa trở nên xấu mà anh nói làm tôi cảm động. Sếp Hứa trở nên xấu gì chứ? Tôi cảnh cáo cô, cô hãy coi như chưa từng nghe chuyện này. Còn nữa, đừng dùng chuyện 3 phút này. Anh ấy thực sự sẽ sa thải cô đó. Đi thôi.
đừng chỉ có nhìn. Qua đây giúp đỡ đi, tôi không nhìn thấy. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Đau tới vậy sao? Đương nhiên rồi. Nhưng tôi không đau dai. Đau lòng. Vì tôi sao? Mẹ cậu đi 3 năm rồi. 3 năm nay cậu như người gỗ vậy, không thể hiện cảm xúc của mình một cách đúng đắn, không cảm nhận được tình yêu và sự vui vẻ. Cậu đã thảm như vậy rồi, họ còn hiểu lầm, làm cậu tổn thương. Thật đau lòng. Có gì mà đau lòng? Tôi thấy như vậy rất tốt. Không bị cảm xúc dắt mũi, quyết định theo phán đoán của mình. Rất tốt mà. Phán đoán. Vậy nếu có ngày tôi tắt điện thì sao? Tôi lấy ví dụ thế thôi. Ví dụ như có người lấy dao kề đến cổ tôi, cậu có cứu không? Phán đoán sao? Đương nhiên có thể. Tôi có ký ức. Cậu là người bạn tốt nhất từ bé đến lớn của tôi, luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu cậu gặp nguy hiểm, nhất định sẽ cứu cậu. Xem ra trong lòng cậu tôi cũng khá quan trọng. Yên tâm rồi, cũng chưa chắc đâu. Phải xem mức độ nguy hiểm của việc cứu cậu, tôi đưa ra quyết định tổn thất nhỏ nhất. Cậu mà đi, còn đây luật sư. Tôi không thể. Cậu không quan tâm tôi, cứu Khả Tư Nghị thay vì tôi. Cậu yêu Khả Tư Nghị rồi. Bệnh sao? Vậy sao cứu cô ấy? Luật sư Chu, cậu tìm người giúp tôi điều tra Khả Tư Nghị dùng thủ đoạn nào chuyển sự đau đớn của cô ta qua người tôi. Cậu nói Khả Tư Nghị chuyển cái đầu của cô ấy lên người cậu. Đúng. Chuyển sao? Ví dụ này, lần trước lúc cậu cầm tạp chí đánh cô ta, cô ta không đau mà là tôi. Nhưng từ đó sự đau đớn chuyển qua cho tôi. Hiểu chứ? Tôi biết rất khó hiểu. Thật sao? Thật. Rất đáng sợ. Đáng sợ quá. Không sao, có tôi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Thần kỳ nhất là thời gian cô ta đến tháng, bụng tôi bắt đầu đau. Các người hiểu được cảm giác đó không? Bác sĩ cũng không thể kiểm tra ra. Nhưng khi cô ta uống giảm đau thì tôi hết liền. Cho nên sự đau đớn của cô ta chuyển qua cho tôi. Là như vậy. Là thật đó. Cậu nói gì tôi cũng tin. Bác sĩ, tin chứ? Có một kiểu gọi là phát tác sợ hãi, nói về sự sợ hãi bị tiềm thức khống chế dẫn đến phát tác. Sợ hãi là sao? Ví dụ như một người phụ nữ không mang thai, nếu như tưởng mình mang thai sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý của việc mang thai. Thậm chí một người đàn ông, nếu vợ anh ta mang thai, là một người chồng cũng sẽ có triệu chứng của việc mang thai. Ví dụ như nôn mửa, ăn nhiều hơn, vân vân. Mấy trường hợp này rất thường gặp. Vậy nên anh Hứa không cần quá căng thẳng, không cần phải sợ hãi. Tình hình của anh bây giờ tôi thấy rất có khả năng là ảo giác do chướng ngại tâm lý gây ra. Vì cơ thể của cậu khao khát cảm nhận được cảm xúc gây ra tưởng tượng. Không phải tưởng tượng, thấy ảo giác. Cậu tin tôi chứ? Tin. Bác sĩ, lấy chút thuốc an thần đi.
Anh Hứa, tình hình bây giờ của anh, tôi cứ nghĩ anh đến phòng làm việc của chúng tôi định kỳ để được tư vấn và điều trị. Được. Là ảo giác. Ảo giác. Tôi ra ngoài cho bình tĩnh đã. Không sao, yên tâm đi. Thế này đi, hai ngày này cậu về nhà nghỉ ngơi, chuyện công ty đừng quan tâm. Tôi phải đổi Khả Tư Nghị. Cô ấy làm tốt mà, đổi làm gì? Việc chuyển đổi sự đau đớn này bắt đầu từ khi cô ta làm bảo vệ cho tôi. Ảo giác của cậu, trách người ta làm gì? Nói cho cùng thì cậu không tin tôi. Được rồi, tôi tin cậu. Nói như cậu nói thì sự đau đớn của cô ấy chuyển qua người cậu. Nếu đuổi cô ấy đi, cô ấy bị thương khắp nơi, cậu đau hay cô ấy đau? Không bằng canh chừng cô ấy, giữ cô ấy ở bên cạnh tốt hơn cho cậu. Quản lý Lý. Alo. Được, tôi xem này. Xem cái này đi. Đột nhiên xuất hiện một tài khoản tên Hổ Tiếu, đăng ba bài viết nhằm vào cậu để bôi nhọ cậu. Tuy là tài khoản mới, nhưng có đến 100.000 lượt xem. Giờ tôi đang đầu sóng ngọn gió cũng rất bình thường. Nói với bên BA, không cần căng thẳng. Không, không tầm thường đâu. Hình như là người rất hiểu cậu, hơn nữa rất biết cách gây hiệu ứng truyền thông. Chỉ như thế này thôi đã dẫn dắt dư luận. Dùng phân tích chuyên nghiệp ảnh hưởng đến đánh giá của người trong ngành về cậu. Càng nhiều người quan tâm, càng ảnh hưởng rộng. Không hề tầm thường. Chỉ là thao túng dư luận một thời gian ngắn mà thôi. Tổ đánh giá đến nhà thi đấu cuồng hổ rồi. Chuyện thay đổi rồi. Quản lại chứ. Cắt giảm nhân viên một cách bạo lực. Nói với các đội đánh giá, chiều tôi đi cùng họ. Tư Nghị. Từ từ, ai ăn mất đâu. Sợ anh chạy mất. Tối anh còn tăng ca mà. Tăng ca cũng phải ăn. Em xem, toàn món em thích. Cảm ơn anh Chi Kiêu. Anh lo cho em. Em đâu có biết Hứa Đặt là người thế nào. Nghe nói trước khi anh ta có một trợ lý nữ, vì bỏ việc một ngày khiến anh ta lỡ việc bị tố cáo. Sau đó mới biết cô gái đó hôm đó đến tháng phải đi bệnh viện. Đã như vậy rồi mà không hề nể tình, đuổi thẳng người ta. Thật ra thấy cũng đáng thương lắm. Đáng thương chỗ nào? Đó là động vật máu lạnh không có tình cảm. Em biết chứ, anh ta mới làm chủ tịch đã bắt đầu cắt giảm nhân viên một cách điên cuồng. Chưa nói đắc tội với cổ đông, còn cắt đường sống của nhiều người. Người như vậy không cho người ta đường sống, đường lui cho bản thân. Em ở cạnh anh ta quá nguy hiểm. Em biết anh ấy là tên máu lạnh, nhưng em cũng có công việc mới khiến bố em yên tâm. Thế này đi, từ chức trước, anh tìm việc cho sao? Anh nuôi em cả đời được sao? Bố em đã có tuổi rồi, dân trúc cũng đi rồi. Giờ em phải chịu trách nhiệm với cuồng hổ và cái nhà này. Thật ra, dù nuôi em cả đời, cũng không sao. Anh đùa gì vậy? Lẽ nào anh từ chức gia nhập cuồng hổ? Sắp cháy rồi, ăn mau đi. Ăn mau đi, ăn mau. Anh ăn đi. Đúng. Đừng dừng chân đó. Nào. Đúng. Chân. Được. Được được. Tay nâng lên. Đánh bên này. Dùng sức, dùng sức. Đúng đúng. Đó là ai vậy? Nào, dừng chút đã. Hai người đơn vị nào đó, ai gọi đến đây? Hai người đơn vị nào, ai gọi đến vậy? Bỏ xuống, đây là công việc của chúng tôi. Ai gọi đến đây? Hỏi chúng tôi chưa chứ? Làm gì đó? Làm gì đó? Đây là việc của chúng tôi. Công việc? Ai nói đến các người chứ? Hỏi chúng tôi chưa? Hỏi chưa? Tại sao chụp ảnh chứ? Hai
hai người là giới thiệu với mọi người. Đây là chủ tịch mới của Hòa Ca, Hứa Nặc. Tôi là luật sư của anh ấy. Do mọi người đang ngăn cản tổ đánh giá của chúng tôi, xin nhắc nhở, nếu như dám động vào thì coi như phạm pháp. Kệ anh là gì, giờ mang đi đi, nghe chưa? Đừng ở đây nữa. Được rồi, yên lặng đi. Yên lặng. Qua đây hết. Tất cả qua đây. Lý Dân Trúc đi rồi, ngay cả một quán quân cũng không giữ được. Chỉ dựa vào ước mơ của các người cũng xứng gọi là đội ước mơ sao? Ước mơ trên thế gian này không phải chỉ để cho quán quân. Lẽ nào người không lấy được quán quân thì không xứng có được ước mơ? Vậy anh thì sao? Sếp Hứa, Hứa Nặc, tôi đã xem tư liệu của anh. Anh cũng không phải vừa bắt đầu đã đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sinh. Không phải anh cũng có ước mơ, từng bước tiếp cận ước mơ sao? Luật sư Châu, cô ấy nói chuyện với tôi như vậy, có thể kiện cô ấy không? Thiếu đòn à? Vậy cô gái này, sao cô có thể nói chuyện với ông chủ như vậy? Hơn nữa cô còn xinh đẹp như vậy, có đúng không? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Chúng tôi đến đây để thông báo tháo dỡ sân vận động, xây lại thành cửa hàng tổng hợp có khả năng vận hành. Xây lại, đúng, xây lại. Huấn luyện viên Lý, ông đã từ bỏ thỏa thuận cho tặng sân vận động. Hiện giờ các người chỉ có quyền sử dụng sân vận động, tất cả quyền lợi với danh nghĩa Hòa Ca. Cho nên chúng tôi có thể làm gì thì làm. Hôm nay đến là để thông báo cho các vị, tranh thủ gói ghém, dọn đi. Nói cái gì vậy? Sếp Hứa, sếp Hứa, làm gì vậy? Sếp Hứa, sếp Hứa, cậu nghe tôi nói đi. Sếp Hứa, tôi bảo đảm sẽ đào tạo ra một tuyển thủ ưu tú cho Cuồng Hổ, dẫn dắt võ tự do Trung Quốc bước lên võ đài thế giới. Đến lúc đó, các người là nhà tài trợ cũng sẽ nổi danh. Ông bảo tôi phải chờ bao lâu? 5 năm, 10 năm. Đối với người làm ăn như chúng tôi, thứ quan trọng nhất là thời gian. Thay vì bỏ thời gian vào một ván cược không chắc chắn, còn không bằng liều một phen, cướp hết tất cả tiền cược trên bàn đi. Huấn luyện viên, tôi khen ngợi lòng nhiệt huyết của ông, nhưng tôi không xem trọng thực lực của ông. Đánh các người đấy, tôi nói cho cậu biết, tôi phải đánh. Huấn luyện viên, thấy bạn tôi vậy bắt nạt đúng không? Huấn luyện viên xỉu rồi. Huấn luyện viên, alo Di Di, Khả Tư Nghị không ổn rồi, cậu mau tới bệnh viện đi. Huấn luyện viên ngất xỉu rồi. Cái gì? Được. Sao vậy? Bố mình ngất xỉu rồi, nhưng mình phải tới bệnh viện. Chàng trai, cậu thật sự không có sao? Sao có thể không sao? Cô ấy là tuyển thủ võ tự do chuyên nghiệp, cô ấy đánh tôi. Nếu cậu cảm thấy không yên tâm thì đến khoa nội chụp hình đi. Bên ngoài không có gì, hay là xem thử bên trong đi. Đúng, tim của tôi còn đau này, đau chết tôi rồi. Tôi cho cô biết, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Đau quá, theo lý mà nói, cô ấy đánh ngã cậu sẽ không khiến cậu bị đau đâu. Không những tim đau, đầu tôi còn choáng đây nè. Choáng sao? Đầu của tôi. Đừng đi vội, cô cùng tôi kiểm tra lại. Lỡ như tôi bị thương thì sao? Đã từng thấy đàn ông vô dụng, chưa từng thấy ai vô dụng ăn dại khắp nơi như anh. Đùa chút thôi, kết bạn đi. Tôi không làm bạn với cái loại không có lương tâm, mắc gì có tiền như anh. Rõ ràng anh đã nhìn thấy trạng thái của huấn luyện viên không ổn, tại sao còn hùng hổ dọa người như vậy? Hùng hổ dọa người là công việc của tôi. Nơi riêng tư tôi cũng rất dịu dàng. Anh đừng làm luật sư nữa, ra đường giả vờ tông xe ăn giả có vẻ hợp hơn. Sai rồi, sai rồi. Ái quy chát đi. Cút. Anh có tin tôi thật sự đánh anh nội thương không? Tin tin. Cô xinh đẹp, biết đánh nhau. Cô nói gì tôi cũng tin. Anh không phải luật sư sao? Có bản lĩnh thì kiện tôi đi. Tôi đánh anh đấy. Tôi cho anh biết, đừng tới sân vận động nữa. Nếu không tôi gặp anh một lần đánh anh một lần.
Kiếm tiền để làm gì? Chính là dùng để bồi thường sau khi đánh thứ khốn kiếp như anh. Phong cách quá, mình thích. Bố ơi, bố không sao chứ? Không sao, không sao. Kinh động như vậy làm gì? Bố không sao cũng bị con dọa thành có sao rồi. Bố chỉ bị huyết áp cao chút thôi. Chú Lý, không phải chú vẫn uống thuốc hạ đường huyết sao? Sao đột nhiên lại tăng cao? Còn nói là không phải vì hứa nặc của Hòa ca đưa một đám người xông vào sân vận động. Rõ ràng anh ta biết huấn luyện viên không khỏe, còn nói gì mà không tin tưởng huấn luyện viên có thể đào tạo ra tuyển thủ giỏi, mới khiến huấn luyện viên tức thế này. Tôi thấy hai người cũng đừng làm việc ở đó nữa. Dì Dì, con nói gì vậy? Đã lấy tiền thì phải cố gắng làm việc thôi. Còn về việc cậu ấy đối xử với Cuồng Hổ thế nào, đó là chuyện của họ, không liên quan tới con. Con nghe thấy chưa? Con nghe thấy chưa? Dạ rồi bố. Hứa nặc này anh ta quyết tâm tháo dỡ sân vận động, giải tán đội Cuồng Hổ. Bây giờ cậu làm vệ sĩ cho anh ta đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Con người anh ta quá đáng ghét rồi. Tư Nghị, từ chức đi. Lỡ như những nhân viên đó nghĩ không thông, đến lúc đó đi báo thù thì đừng bán cả mạng mình vào. Mình biết hết cả. Nhưng chuyện không đơn giản như các người nghĩ. Hiện giờ anh ta muốn ép Cuồng Hổ vào đường cùng, mình càng không thể đi. Đi rồi chúng ta không còn có hy vọng nữa. Không những mình không thể đi, còn không thể có chút sơ hở nào về cảm xúc. Cô lắc tới lắc lui làm gì vậy? Mấy ngày nay anh đã đắc tội hơn 100 người. Tôi sợ có người ám sát anh. Dừng xe. Cô muốn chết à? Thật sự sắp chết rồi. Công ty bị bao vây rồi. Hôm nay chúng tôi đến trước cổng công ty truyền thông Hòa ca, phỏng vấn xếp Hứa một chút. Đến rồi, đến rồi. Anh ấy kìa. Sếp Hứa, sếp Hứa xuống xe nói vài câu đi. Sếp Hứa, làm phiền anh chấp nhận phỏng vấn một chút. Xin anh nói vài câu đi, mở cửa. Sếp Hứa, hại tôi thất nghiệp rồi. Xuống đây, nói rõ ràng với chúng tôi đi. Nói vài câu, sếp Hứa, anh nói vài câu đi. Đúng vậy, anh cho chúng tôi một câu trả lời đi. Không phải sếp Hứa. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Chờ một chút. Anh muốn tiếp nhận phỏng vấn sếp Hứa sao? Đài chúng tôi phát sóng trực tiếp đấy. Cô đang phát trực tiếp. Tuyển thủ lầm giang của đội võ tự do, tôi là 00000 đã bị cô đánh nhập viện. Mời cô xem trong video này. Chủ động liên lạc với tôi, bằng không tôi sẽ dùng tội cố ý. Mỗi ngày tôi đều đau đầu chóng mặt, ngày nhớ đêm mong, không ngủ yên. Tôi nghĩ chắc là trái tim tôi đã bị cô cố ý tổn thương rồi. Cô Lâm Giang, xin cô hãy gánh vác trách nhiệm mà người trưởng thành nên rảnh. Đồ tâm thần. Anh yên tâm đi, tôi đưa xếp Hứa tới bãi đậu xe rồi. Sếp Hứa, lừa đảo, kẻ lừa đảo. Trả tiền, trả tiền. Dừng tay, mọi người yên lặng chút. Nghe anh ta nói trước đã. Các người bình tĩnh một chút. Nghe tôi nói. Tôi hiểu tâm trạng thất nghiệp của các vị, nhưng tôi đã bảo phòng nhân sự đưa ra phương án bồi thường, cắt giảm nhân viên tốt nhất. Hôm nay ở đây, tôi lại thêm một điều. Trong vòng 3 ngày, người ký hợp đồng giải trình với tôi, tôi sẽ cho người đó tiền bồi thường cộng 6 năm làm việc. Trong vòng 1 tuần sẽ cộng 1-1. Về sau nữa chỉ bồi thường tiền gốc. Hiểu không? Lừa đảo.
kẻ lừa đảo. Trả tiền, phải trả tiền. Tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Phim được thuyết minh bởi Pango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đã đủ chưa? Nghĩ không sao chứ? Nhà sản xuất lương nhớ tình cũ hay tình cũ chưa dứt? Liên quan gì tới sếp Hứa? Hay sếp Hứa muốn vì chuyện này sa thải tôi? Nhà sản xuất là vàng của công ty chúng ta, sa thải anh không có lợi gì cho tôi. Nhưng cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi, cũng là người của tôi. Tôi không thích quan hệ giữa các nhân viên quá phức tạp. Anh à, đã tới rồi kìa. Tạm biệt. Sếp Hứa, xin lỗi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi. Không phải tôi đã nhường cho anh đi rồi sao? Ai bảo anh lại quay lại? Tôi biết anh không nhẫn tâm nhìn một mình tôi bị bắt nạt. Nhưng tôi cần tên của anh. Im miệng. CCTV quay được mặt của người làm hại các anh. Yên tâm, kiện chết bọn họ. Cô ấy thì sao? Đại ca, đối xử với người của mình tốt chút. Nếu không ai làm cho anh nữa, cô ấy cũng bị thương rồi. Tôi bảo cô ấy về nghỉ ngơi. Cô ta bị thương thì sao? Cô ta cũng không đau. Anh quá đáng rồi. Anh đau một chút là biết liền. Tôi đau không chỉ một chút. Đúng, anh đã đau không chỉ một chút. Vậy vệ sĩ ở trước mặt thì sao? Không phải càng đau sao? Hai chúng ta căn bản không nằm trong vùng phủ sống. Đừng nói nữa. Đúng, giờ anh ở gần quan tưởng. Tôi cũng không muốn nói với anh nữa. Tôi đi vệ sinh. Họ thanh toán, tôi đưa anh về. Vệ sĩ không ở đây, tôi không yên tâm. Tôi hỏi cô, anh ta nói cô là người của anh ta. Anh ta nói vậy thật sao? Đúng vậy. Còn muốn nói bảo vệ tôi, còn không cho anh Chi nắm tay tôi. Hai người nói là có ý gì vậy? Không lẽ cô nghi ngờ anh ấy ghen? Không phải sao? Đánh quyền anh hay nói chuyện đây? Mau đi. Bị thần kinh à? Đi thôi. Sao đột nhiên anh ta lại?
Vậy mà không hề kêu lên một tiếng nào. Trời ơi. Phòng tập Quỳnh Anh. Alo lão trưởng, ra trước cửa nhà hàng đón tôi. Sếp Hứa, tôi đang đổ xăng. Anh đợi chút. Bỏ đi. Nào uống chút nước đi. Cô ấy mạnh quá. Hôm nay cô tiến bộ thần tốc đấy. Đây, đều nhờ cô nhường hết. Tôi không như cô chút nào. Vừa nãy tôi đánh cô không đau chút nào sao? Tôi nghi ngờ bản thân gần đây không luyện tập, không đủ lực. Không đau mà. Thấy cũng không tới nỗi, chẳng đau tí nào. Không đau chút nào. Tôi cũng phát hiện khả năng chịu đau của cô ấy gần đây mạnh hơn rồi. Đau không? Đánh lại đi. Đau không? Không đau à? Không đau. Làm tiếp đi. Nào. Còn bao lâu thì tới? Tôi sẽ lái nhanh chút. Đau không? Cô chưa ăn cơm à? Cô đang sỉ nhục IQ 130 của tôi sao? Tôi dùng toàn lực đó. Khả Tư Nghị, bây giờ cô không thi đấu thì phí quá. Cô có cơ thể kim cang không biết đau đó. Không sợ chết, không sợ đau. Ai có thể đánh lại cô chứ? Làm lại. Hai người cùng lên. Cùng lên. Cùng lên. Dừng tay. Đây là người của tôi. Ai cũng không được đánh. Tại sao chứ? Đám phụ nữ bội bạc các cô, ai dám động cô ấy một chút thử xem. Tại sao? Đánh cô ấy chính là đánh tôi. Đi theo tôi. Không phải. Anh làm gì vậy? Tôi đang làm rồi, anh quản tôi làm gì? Tôi cứ muốn quản đấy. Cô không được đánh nhau nữa. Không được bị thương. Tôi không luyện tập thì bảo vệ anh thế nào đây? Tôi là vệ sĩ của anh mà. Cô có biết cô bị thương tôi đau thế nào không? Tôi không biết. Bỏ đi. Chỉ cần cô không bị thương, cho dù là đang bảo vệ tôi. Vì vậy tôi cảnh cáo cô, kể từ hôm nay cô không được bị thương nữa. Đi theo tôi. Đây là ham muốn bảo vệ tràn đầy. Thật là bản đời thật của giám đốc ngang ngược yêu phải tôi mà. Cậu không sao chứ? Khả Tư Nghị, không phải cô tốt nghiệp cuồng hổ rồi sao? Cô còn tới đây làm gì? Hướng đặt từ xa xôi tới tìm cô. Tôi phải luyện tập, cho nên tôi đăng ký 1-1 với Lâm Văn. Đúng đúng đúng. Bây giờ chúng tôi thường dạy riêng. Tôi mặc kệ mấy người vì nguyên nhân gì, hôm nay cô ấy phải đi với tôi. Đi theo tôi. Ra đây. Kỳ kỳ quái quái. Anh làm gì? Anh đừng qua đây. Anh qua đây nữa tôi đánh anh đó. Hôm nay không được đi đâu hết. Ngủ ở đây. Cái gì?
Sếp Hứa, tôi biết bình thường đàn ông đều khó cưỡng lại sắc đẹp của tôi, nhưng mà tôi tới làm việc, không phải tới ở cùng với anh. Anh có thể thích tôi, nhưng anh thế này nhanh quá rồi đó. Anh phải cho tôi chút thời gian chứ. Ngủ ở đây.